Ngày 16 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Đoàn Quang Pháp, 40 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, huyện Long Thành, 13 năm tù về tội giết người. Liên quan đến vụ án, các bị cáo khác cùng ngụ xã Bình Sơn gồm Nguyễn Minh Nhật, 30 tuổi, Nguyễn Hải Đăng, 31 tuổi, Đỗ Tiến Đạt, 27 tuổi, Nguyễn Minh Thành, 29 tuổi, bị xử phạt từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, ngày 12 tháng 9 năm 2022, Pháp, Nhật và Đoàn Quang Phi, ngụ xã Bình Sơn, Cao Văn Bình, 36 tuổi, ngụ xã Bình An, huyện Long Thành, cùng một số người khác tổ chức uống rượu hát karaoke tại quán SN xã Bình Sơn. Trong lúc tính tiền, giữa Bình và Phi xảy ra mâu thuẫn, được mọi người can ngăn nên ra về. Đến 20 giờ cùng ngày, Bình lấy một con dao đến nhà tìm Phi và hai bên xảy ra xô xát. Bình đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến Phi bị thương tích 14%. Nghe tin Phi bị đâm, Pháp đã mang theo dao đến nhà Phi. Khi nhìn thấy Bình và Phi giằng co, Pháp vào can ngăn thì bị Bình đâm 3 nhát gây thương tích 5%. Tức giận, Pháp đã dùng dao đâm Bình một nhát gây thủng cơ hoành, thủng dạ dày, đứt tụy, rách gan. Thế vậy, Nhật cũng đã vào đánh Bình gây thương tích 5%. Cùng lúc này, Đăng, Đạt, Thành cũng lao vào đánh Bình gây thương tích nhẹ. Hậu quả khiến Bình tử vong, Phi bị thương tích 14%, Pháp bị thương tích 5%.